VDC. Đây này, bà nào bê cây này khôn thế. Đó. Xưởng sản xuất đây là khi mà thô này, còn là bước 2, bước 3 là trang trí ra đây, sỏi xiếc. Cảm ơn nha. Đi mua cây mà như điên cướp ấy. 1 2 hả? Anh em đến trồng theo dự án hay không? Chả biết được. Mất quần. À thế à? Đã lấy công tư vấn khảo sát chưa? Chưa. Rồi sau nó có lấy nhiều, đợt này ít thôi, đợt này là để phục vụ gấp thôi. Văn phòng luôn rộng lắm. Anh em ạ, đi hôm nay đi mua cây văn phòng. Gọi là thần tốc luôn, mua mấy chục triệu tiền cây rồi. Cây văn phòng. Trên hòa thán. Mua một số cây ngũ gia bì để cho nó tốt không khí, và thực ra cái cây này trong nhà với điều hòa thì nó bền hơn những cái những loại khác. Cái chầu bài biết để trong nhà khó lắm. Được một thời gian, được nửa tháng, tháng. Sau phải bỏ dưỡng. À quên, mà tí nữa có khi cho em một cái bao nó lồng vào đây cho khỏi gió nhỉ. Cái này nó mềm mà, nó lả lướt. Thôi được, cứ xếp lên đi đã. Một cái đấy có đủ không? Một với lại một bao sỏi đấy không đủ đâu. Bao nhiêu cây này? Lấy sỏi để chèn luôn được. Ui, phải chèn mà hai cái chậu vào nhau xô đấy bác. Một cái chuyến này liệu có đủ không? Một chuyến xe này không biết có đủ không? Ôi à, vào đất bé tí đây à? Tưởng nó có bao nó to bằng cái bao xôi dừa anh. Thiếu. Ê, cho lên ghế trước được, cho lên trên ghế ngồi cũng được. Có cây nào mà bé bé xinh xinh mà sạch sạch cho lên ghế cũng được. À, em bảo này, nếu mà vướng ý, cả một cái sọt này này, để lên ghế trước ngồi cũng được. Sợ nó xô quá rồi, về lại ăn mứt chết. Cái hạnh phúc này, cái hạnh phúc này không đẹp, nhưng mà ở trong nhà không chống được, nhất là khi mà điều hòa nhà kín hết. Thứ bảy chủ nhật mà nghỉ thì chết ngạt luôn. Sắm thì vẫn cứ phải sắm thôi. Nhiều cây đẹp lắm nhưng mà nó khó mà bền được. Để đẹp nó đã khó rồi. Nó chỉ trong vòng một cùng lắm 1-2 tháng đầu, sau nó sẽ có biểu hiện. Phải bảo dưỡng chăm sóc và đào nó ra ngoài. Đào cây nó ra ngoài nắng, nắng mưa cơ. Còn cái gì đâu. À đây, còn cái chậu lưỡi hổ nữa. Đây, cái chậu lưỡi hổ này nó đẹp nhất nhỉ. Lưỡi hổ Thái thấp thấp này. Cái dòng này nó cũng rất là tốt cho không khí đấy anh em. Tốt cho không khí. Mình mà được giới thiệu thì mình sẽ mua chỗ khác, nhưng mà thôi, mình không dính dáng đến tiền ông công ty thì
để cho mấy bà văn phòng bà đi chọn. Mình đi gọi là tư vấn giúp thôi, muốn mua ở đâu thì mua. Có một chậu lấy hổ to đấy nhá. Gãy thì toi đấy. Cái gì mà ấy quá thì cứ để lên ghế trên được mà. Ờ bỏ mẹ, tí nữa ai khiêng lên cho bây giờ. Tí nữa ai khiêng lên tầng cho bây giờ. Mẹ chết. Bảo thôi vận chuyển đi 500.000. Lấy thêm bao sỏi nữa anh, cái đấy là cho vào đây, không có nó rơi đầy xe đấy. Quét. Bác phải chèn mấy cái chậu trắng với nhau nó xô đấy. Xô xong. Cẩn thận, kẹp kẹp vào cái lá kìa. Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn cái gì nữa không nhỉ? Không, ý là sợ thiếu rồi cái số lượng vừa lấy ấy. À đây, còn mấy cái đĩa này nữa. Đâu, đĩa bỏ hết lên rồi. Thế à? Có mấy cây ở đây. À, à. Thiếu gì thì báo nhá. Thiếu cho 20 cái đĩa rồi đấy. Ok, vẫn thiếu đấy. Đây nhỉ. Cứ an toàn mà bây giờ bà kia về rồi không vội. Đấy. Về nó vỡ mất rồi thì ăn cướp thật. Đấy, nhét hết vào đây toàn cây trang trí này, lo kiểu gì nó sẽ có những cái gãy rụng. Toàn cây thân mềm. Xong rồi nhỉ? Rồi, lên đường. Rồi, nó chảy nước ra đầy bản. Để mấy ngày rồi. À, để cho mấy cái này thôi anh ạ. Để mấy cái này. Đây nó vừa này. Đấy. Nó chỉ cho mấy cái này thôi. Anh ướm này, anh độn đất mà. Độn thêm đất cao một tí. Cho thêm đất một tí. Làm sao mà cái mặt bầu cũ nó bằng với mặt chậu hoặc thấp hơn một tí. Không quên anh cứ đổ vào chiếu lại mua thêm, không phải đâu. Đấy, cái đấy là cái tải sơ dừa nha, nó cho nó thấp xuống mép chậu khoảng độ 3 phân nhé, để còn đổ sỏi nhé. Chầu bà công xưởng. Ngon đấy. Trồng đến đâu hết đến đấy này. Còn 2 5 còn nợ. Còn mấy 2. Dạ. Đấy, sản xuất đến đâu là bê hết đến đấy này chết. Sao rồi thu hồi hết quy hoạch lại. Sản xuất đến đâu nó bị bê hết đến đấy, chưa kịp tưới, chưa kịp cho sỏi vào. Nhất cự ly. Gọi cho chị Ninh ơi. Gọi chưa? Gọi đi, gọi ông Cường ấy. Tên là Cường. Hai con à? VDC. Đây này, bà nào bê cây này khôn thế.
Đó. Xưởng sản xuất đây là khi mà thô này, còn là bước 2, bước 3 là trang trí ra đây, sỏi xiếc. Đấy nhỉ. Sỏi đây. Đấy, đất ok đúng không? Đất vẫn còn. Ui, rồi đấy đất ướt thế nhỉ? Ừ. Thôi thì gì cho sữa dừa đi, cho đỡ ướt, cho sữa dừa đi. Ướt quá. Cho lớp sữa dừa để đoạn đấy. Đặt lên là anh có lấy với lại lớp sữa dừa với lại cái đất kia kìa. Thì nó dừa thì lấy cái mụn này xoa bỏ cái sơ đi. Sau nó đỡ lồm nhồm đi. Nốt mấy cái này.